Em cặp kèn là khung thép, đây là 1.500.000, đôi này nặng 7 kg một đôi. Đây là cặp 1.200.000 củ 450 nhá, 1.200.000 này, tức là 1.500.000. Thì nó chỉ khác nhau cái từ thôi, cái từ này 1.500.000 thì nó nặng hơn, nó dày hơn, từ 1.200.000 thì nó mỏng hơn một đôi nhá. Sang bên này 1.000.000 thì nó có hai loại, anh em lấy loại này được, loại này được, nó củ 350, khác nhau cái nắp đít thôi. Sang bên này là cặp 800, đây củ 250, đây là cặp 600.000, đây 2 vuông, đây là cặp 500. Zoom lại cho anh em xem này, 500 này, 600 này, 800 này, 1.000.000 này. Giá ở cái bên này là mình tính theo đôi nhá, qua là cái mặt bằng nó hơi hẹp, mình chỉ làm một cái đại diện thôi. 1.000.000 một đôi này, 1.300.000 một đôi này, 1.500.000 này, 1.800.000 này, 2.000.000 này. Giá một đôi nhá, bao ship nhá. 1.500.000 này, 1.200.000 này, 1.000.000. Đấy. Tất cả các loa tép ở trước mắt anh em đều dùng cho tất cả các loại âm ly từ 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Bắt 20, 25, 30, 40, 50 đều được. Tép là không phụ thuộc công suất, như kể cả đâu mình thấy ví dụ này, đôi 1.500.000 này cũng có thể đánh cho âm ly 2 sò hoặc đẩy 40 sò. Bắt 20, 25, 30 đều dùng chung. Thì đây là đều là loạt tép gia đình, chúng ta có thể dùng chung. Và tép nó không ảnh hưởng gì đến loa, không ảnh hưởng gì đến âm ly, không ảnh hưởng gì đến cục đẩy. Chúng ta có thể dùng 2 đến 3 đôi chứ cùng một bộ dàn là bình thường. Thì chỉ đơn giản một điều, đó là đây là loa tép rời, chứ còn chức năng và công dụng nó không khác gì tép thâu loa. Chẳng qua nó để rời ở ngoài thì nó cũng gọi là loa tép rời. Đấy, nó chỉ rời ở ngoài thôi, chứ còn nó không để ở trong loa thì nó để ở ngoài loa thế thôi. Lắp thì mình sẽ kèm cho anh em một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Ta lắp vào trực tiếp đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Nó đều là một. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269, 0983 29 23 29. Trên YouTube điện tử Phương Lưu, Nam Bắc Nông Sơn Bắc ạ. Facebook loa tép thông minh. Chúng tôi không bán hàng rẻ nha, rẻ nhất là 500.000 rồi. Tất cả các mặt hàng đây được bao ship và bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em liên hệ số điện thoại chúng tôi. Hàng toàn quốc. Cái quan trọng nhất đó là vang. Tâm điểm hay của bộ dàn đó là vang gì, âm đi gì, có đạt chuẩn hay không, đấy mới là quan trọng. Còn cục đẩy không quan trọng, bát to bát nhỏ đều được. Thì mạch cân chỉnh thì bộ điều khiển chúng ta loa hay không là do vang, do âm ly. Âm ly thì các nút chỉnh kia, vang thì nó vang cơ thì nó chỉnh bằng tu hít, còn vang số thì chỉnh bằng máy tính. Đấy, nên là anh em